Tính đến hết tháng 9, xuất khẩu tôm đạt khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ. Nhiều chuyên gia nhận định sản lượng tôm vẫn sẽ tăng, đạt khoảng 1 triệu tấn các loại. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu khó đạt được như năm ngoái. Những tháng gần đây, kết quả xuất khẩu có dấu hiệu hồi phục. Hai thị trường chủ lực là Mỹ và Trung Quốc bắt đầu gia tăng nhu cầu và xuất khẩu của Việt Nam sang hai thị trường lớn này đều ghi nhận tăng trưởng dương trong hai tháng trở lại đây. Bên cạnh đó, một số thị trường như Nhật Bản, Australia, Canada cũng tăng cường nhập tôm từ Việt Nam.